Chào mừng quý khán thính giả đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa nữa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Theo lời khuyên của một vị cao tăng, nhà sư đã sống ẩn mình nơi núi tuyết suốt 29 năm. Cách đây 29 năm, dưới sự khuyên bảo của một vị cao tăng, nhà sư này đã mạo hiểm rời khỏi tu viện mà ông đang ở để đến nơi đây, sống hòa mình cùng thiên nhiên. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nơi này, vị thiền sư cảm thấy không nơi nào khác trên thế gian có thể đem lại sự yên bình cho tâm hồn như ở đây. Đặc biệt là vẻ đẹp của cây thông với bóng dáng cao lớn, vững chãi, chạm đến tận sâu trong tâm hồn ông, khiến ông không thể nào rời khỏi nơi này. Người ta gọi ông là Thiền Sư Hành Châu. Mặc dù năm nay đã 71 tuổi, trải qua thời gian tu hành vài chục năm, nhưng ông vẫn tự mình đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng và xem đó như thử thách trong việc tu hành. Mỗi năm, từ cuối tháng 11, tuyết bắt đầu rơi dày đặc nơi đây và mùa đông cũng kéo dài đến 5 tháng. Mặc dù ít người lui tới đây vào mùa đông, nhưng Thiền Sư Hành Châu vẫn dành 2 giờ mỗi ngày để quét tuyết. Đối với ông, đây là cách thức thường xuyên tu hành, bởi tuyết cũng là một hình ảnh tượng trưng cho sự giác ngộ. Khi tuyết tan chảy, nó trở thành nước, và dù chỉ là một giọt nước cũng là thứ đáng trân quý. Bởi ở thời điểm hiện tại, khi nhiệt độ đã xuống dưới âm 20 độ C, thì toàn bộ nước trên núi cũng đã đóng băng. Dù có mở vòi nước ra tối đa, nhưng nước cũng chỉ có thể chảy ra từng giọt. Vào mùa đông, Thiền Sư Hành Châu ít khi tắm và giặt quần áo. Đôi khi đi xuống núi mua hàng hóa, ông sẽ mang theo quần áo để giặt. Ông đã nói, giống như hiện tượng nước đóng băng, sức mạnh tự nhiên có thể điều khiển được nguồn năng lượng trong tự nhiên. Khi nhiệt độ tăng lên, tuyết tan thành nước, và khi nhiệt độ giảm xuống, nó sẽ lại đóng băng một cách yên bình, như một quy luật của cuộc sống. Thiền Sư Hành Châu có thói quen sống vô cùng giản dị. Những bộ quần áo bị rách, ông sẽ không vứt đi, mà thường khâu vá lại để mặc suốt nhiều năm. Ông cũng nói rằng, ngay cả bộ quần áo cũng cần được chăm sóc cẩn thận, cho đến khi chúng không còn vừa vặn nữa. Ngay cả chiếc mũ đang đội cũng là vật ông mua từ 8 năm trước khi xuống núi, để khi tóc bị đóng băng vào mùa đông, đội chiếc mũ này ông sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Cuộc sống trên núi mà ông chia sẻ với mọi người cũng rất đơn giản, chính là không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đáp ứng nhu cầu cơ bản mà không phải tiêu thụ quá mức. Ông chỉ là quần áo hay mũ. Mọi thứ của con người đều nên được chấp nhận theo nhu cầu, suy nghĩ theo nhu cầu và hành động theo nhu cầu. Chỉ khi đó, con người mới có thể bình yên tận hưởng cuộc sống trên núi. Bằng cách giảm thiểu sự theo đuổi vật chất, chúng ta có thể tăng thêm sự thoải mái, giảm bớt gánh nặng lao động cho nhiều người. Thỉnh thoảng, Thiền Sư Hành Châu sẽ đi xuống núi để mua những thứ cần thiết hàng ngày. Vì tuổi tác đã cao, nên việc đi xuống rồi quay trở lại cũng phải mất 4-5 giờ đồng hồ, bởi cơ thể cũng không còn được linh hoạt. Ông từng thích cảm giác đi lại nhanh nhẹn khi còn trẻ, nhưng hiện tại việc di chuyển cũng rất chậm chạp. Nhưng con người cần chấp nhận mọi thứ, tuân theo quy luật tự nhiên. Trong lúc nghỉ ngơi và cùng ăn cam với những người khách hành hương, Thiền Sư Hành Châu được hỏi vì sao ông không ở trong tu viện dưới núi mà lại đi đến nơi xa xôi bất tiện này. Ông trả lời rằng bản thân thích những nơi núi cao, ít người qua lại. Cuộc sống nơi đây tuy còn bất tiện nhưng cũng mang lại nhiều lợi ích, giúp ông gần gũi với thiên nhiên và tự suy ngẫm về tâm hồn của mình. Khi nhìn vào thiên nhiên, bạn sẽ nhận ra mình không còn ham muốn, nội tâm trở nên thanh tịnh. Đó cũng chính là một phương pháp tu hành. Cuộc sống trên núi rất yên bình và thanh thản. Nếu bạn có thể chịu đựng bất tiện, thì đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau khi trở về tu viện, ông bắt đầu pha trà và sau đó leo lên núi. Bởi Thiền Sư Hành Châu cho rằng, ngọn núi này là nơi tốt nhất để chữa lành tâm hồn. Cảnh tượng tuyết rơi nơi đây khiến những ngón tay ông luôn có cảm giác muốn nhảy múa theo từng hạt tuyết. Tâm hồn cũng trở nên vô cùng yên bình. Trong xã hội hiện đại, mọi người đều đang hối hả chạy theo những mưu cầu trong cuộc sống, khiến họ có cảm giác thời gian trở nên ngắn đi, không đủ để sử dụng. Mỗi ngày, Thiền Sư Hành Châu đều đến thăm cây thông lớn một lần. Ông miêu tả, cuộc đời một người tu hành cũng giống như cây thông này, hệ thống rễ của nó đã đâm sâu vào đá, giống như một phần của rễ núi đá.
ngay cả khi không có một chút đất, nó vẫn phát triển mọi hướng, giống một tác phẩm nghệ thuật. Qua bao nhiêu cơn bão và thảm họa tự nhiên, cây thông vẫn đứng vững vàng, không hề bị ngã. Bởi khi một điều được giải phóng, thì những điều khác đều trở nên không quan trọng. Nó vẫn sống trong tự nhiên với nhận thức sâu sắc từ bộ rễ. Đôi khi bản thân ông cũng cảm thấy nặng nề, nhưng ông tin rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thiền sư Hành Châu đã trải qua phần lớn thời gian của cuộc đời, và hiện tại ông cảm thấy tâm hồn đã được yên bình. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng. Khi bình minh lên, ông sẽ đánh chuông, sau đó cầu nguyện và đọc kinh một cách thành kính. Trong 71 năm cuộc đời, ông đã trở thành một nhà sư từ khi còn rất trẻ, với hy vọng sẽ sớm hiểu được lẽ chân thật của Phật và thực hành tu tập. Nhiệm vụ hiện tại vẫn rất nặng nề, nhưng Thiền sư Hành Châu xem đó là động lực để cố gắng hết mình cho đến khi ông rời khỏi thế giới này. Tuy không phải là một người có sức ảnh hưởng lớn, nhưng Thiền sư Hành Châu cùng nhiều người khác đã lan tỏa được tinh thần và nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống bộn bề mưu sinh của chúng ta hiện nay. Đời sống thường xuyên đối mặt với những thách thức và khó khăn. Hãy rèn luyện lòng kiên nhẫn để vượt qua mọi trở ngại một cách bình tĩnh và kiên định. Hãy sống ở hiện tại và tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Ý thức về mỗi hơi thở, mỗi bước đi và mỗi hành động sẽ giúp bạn sống một cuộc sống có ý nghĩa và sâu sắc hơn. Hành giả vô danh qua đời trong tư thế thiền định, để lại nhiều hạt xá lợi châu nhỏ. Một hành giả đã qua đời trong tư thế thiền định, sau 5 ngày kể từ khi ông chút hơi thở cuối cùng, cơ thể ông ấy không bị thối rữa và trái tim ông vẫn còn ấm áp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi hỏa táng thân xác của vị hành giả này, người ta nhìn thấy rất nhiều hạt màu trắng nhỏ đọng lại trong lớp tro cốt. Ông ấy rốt cuộc là ai? Vì sao có thể để lại xá lợi như những vị cao tăng tu hành đắc đạo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hiện tượng kỳ bí của vị hành giả này sau khi qua đời trong video ngày hôm nay. Một đoàn làm phim đã bất chấp mưa gió để đến thăm nơi mà vị hành giả này đã qua đời. Tại đây, họ đã được người dân làng kể lại những câu chuyện thú vị về cuộc đời của một vị thiền sư kỳ lạ. Nơi thiền của ông nằm trên một sườn đồi cách ngôi làng khoảng tầm 40 phút di chuyển. Vào ngày ông qua đời, vô số các hành giả khác đều tập trung trước túp lều thiền của ông để thiền định. Trong những giây phút cuối đời, vị hành giả đã ở trong túp lều này để chiêm nghiệm lại quãng thời gian trong suốt 30 năm cuộc đời của mình. Nằm trên vách núi treo leo, túp lều nhỏ này là nơi hàng ngày ông ngồi trong đó để thiền định. Ngay cả lúc ngủ, ông cũng giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Ở vị trí ngồi này nhìn ra khiến tâm trạng của người hành thiền vô cùng bình yên. Thông qua cửa sổ túp lều, vị hành giả có thể nhìn thấy những khung cảnh núi non tráng lệ bên ngoài. Cảnh thiên nhiên bên ngoài gần như đối lập với hình ảnh bên trong túp lều. Không gian bên trong túp lều rất đơn giản, với một vài vật dụng cơ bản và các vật nghi lễ để thiền định. Mặc dù nhiều năm qua, dân làng muốn lắp đặt cho ông một bếp lò bên trong, nhưng vị hành giả này đều từ chối. Túp lều này đã trở thành sợi dây liên kết giữa ông và dân làng. Những người dân thường xuyên đến đây để thăm hỏi, nghe lời chỉ dạy của ông mỗi lần họ cảm thấy khó khăn và mất phương hướng trong cuộc sống. Qua cửa sổ, vị hành giả này có thể trả lời các câu hỏi của dân làng, cũng như dân làng có thể trò chuyện với ông một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chưa một ai được trực tiếp nhìn thấy mặt của ông ấy. Bên cạnh túp lều nhỏ cũng có một thung lũng rộng lớn. Bên trong thung lũng là một hang động khổng lồ. Nhiều hành giả khác đã đến và tu hành ở đây. Họ để lại dấu chân trên đá như một minh chứng rằng mình đã từng nhập thất tu hành tại nơi này. Các nhân viên trong đoàn làm phim cũng đã tìm được một loạt dấu chân trên nóc túp lều thiền định của vị hành giả này trước khi ông ấy qua đời. Nhiều người cho rằng dấu chân này do ông ấy để lại trong quá trình tu tập của mình. Sau nhiều ngày không đến, vào một ngày kia, khi mọi người lại đến thăm ông như thường lệ, sau vài tiếng gọi vẫn không nghe thấy ông trả lời, mọi người bèn nói với nhau rằng sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Vì họ nghĩ có thể lúc đó vị hành giả này đang nghỉ ngơi. Nhưng họ đã đợi rất lâu vẫn không thấy ông gọi mọi người như những lần trước. Một người dân làng đến bên cửa sổ, lớn tiếng hơn một chút để gọi ông, nhưng không khí vẫn vô cùng im lặng. Điều này không giống ông thường ngày chút nào, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Sau khi bàn nhau một lúc lâu, họ quyết định mở cửa vào trong, điều mà họ chưa từng làm trong mấy chục năm qua. Bởi vì sự khác thường của ông khiến dân làng rất bất an.
Dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi và chỉ có một mình. Khi mở cửa bước vào, mọi người sững sờ nhìn thấy ông ấy ngồi im bất động dưới tư thế thiền. Ông đã viên tịch trong lúc thiền định. Gương mặt ông ấy vô cùng an nhiên và bình yên. Sau khi một bác sĩ trong làng kiểm tra tình hình của ông, họ đã thông báo có lẽ thời gian ông viên tịch là cách đây khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi được phát hiện, cơ thể ông không hề lạnh lẽo hay có dấu hiệu thối rữa, mà thậm chí còn hơi ấm. Tất cả những hiểu biết của mọi người về vị hành giả bí ẩn này chỉ được tiết lộ sau khi ông viên tịch. Đoàn làm phim là một trong những người vinh dự được bước vào phòng của ông. Các đồ vật nghi lễ của ông được trưng bày ngay ngắn. Bên cạnh là nhiều bức chân dung của ông ấy do các học viên đã từng được nhìn thấy ông ấy vẽ nên. Họ treo chúng lên tường để kỷ niệm và để những người có dịp đến thăm túp lều của ông sau này được chiêm ngưỡng chân dung của bậc hành giả này. Một bức ảnh của vị hành giả này nhiều năm trước cũng được tìm thấy. Đây cũng chính là bức ảnh những người dân trong làng đã sử dụng để đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hỏa táng, vị hành giả sẽ được đặt trong một lò hỏa táng được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho ông. Mọi người đều không biết rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là phép màu. Nhưng khi bắt đầu lễ nghi hỏa táng, có một cầu vồng đôi cùng xuất hiện xung quanh mặt trời. Điều này gần giống như hiện tượng hồng hóa thành cầu vồng ở các cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Khi tu đạt thành công, khi viên tịch có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng sau khi hỏa táng, hoặc trực tiếp biến mất dần trước mắt mọi người. Sau khi kết thúc buổi lễ, lò hỏa táng sẽ được niêm phong trong 7 ngày. Có rất nhiều người dân Tây Tạng không ngại xa xôi đã đến đây để đảnh lễ, mặc cho đường xá lúc này rất trơn trượt và lầy lội. Sau 7 ngày, lò hỏa táng được mở ra. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều hạt nhỏ màu trắng như ngọc trai đọng trên những bông hoa giả bên cạnh. Người Tây Tạng nói rằng những viên xá lợi này được hình thành từ xương cốt của vị hành giả. Ông ấy dành chúng để làm quà tặng cho các học viên, hy vọng họ sẽ có thêm niềm tin và ý chí để tiếp tục thực hành những lời mà Đức Phật đã dạy. Đối với những nhà sư, đây là một điều rất hạnh phúc và xúc động, bởi vì đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp nhìn thấy hiện tượng này. Đây cũng là bằng chứng cho thấy họ đã từng có một vị hành giả tuyệt vời ở bên cạnh mình. Ông ấy không cần nhiều người biết đến, thậm chí không quá nhiều người biết tên. Không cần một ngôi chùa khang trang để thoải mái tu học, chỉ cần một túp lều nhỏ. Thông thường những vị hành giả sẽ giữ bí mật về thành tựu của mình trong suốt cuộc đời. Chỉ khi đến lúc cử hành nghi lễ hỏa táng, mọi người mới có thể thấy được kết quả của sự tu tập tâm linh như một minh chứng quý giá cho thành tựu của vị hành giả này. Những học viên của ông đã quyết định chia sẻ phước lành cho dân làng với những di vật này để truyền đạt trí tuệ, lòng trắc ẩn của ông. Vị hành giả này đã dùng cả đời của mình để thiền định và giải đáp những câu hỏi của những người dân trong làng. Sau khi viên tịch, những thành tựu mà ông để lại vẫn còn tác động sâu sắc đến người dân Tây Tạng và soi sáng trái tim mỗi người. Cô gái xinh đẹp nhất vùng tu hành trong túp lều nhỏ suốt 45 năm và trở thành huyền thoại. Ở Nepal, có một người phụ nữ tu hành đã 45 năm. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài bà ấy đồng ý cho một người lạ mặt đến thăm và cùng chia sẻ về câu chuyện của mình. Vị khách này may mắn đã được nhìn thấy người được mệnh danh là huyền thoại của ngôi làng này qua một khung cửa sổ nhỏ. Người phụ nữ này tên là Nga Wang Pema. Bà là một ni sư đã có rất nhiều năm tu hành tại vùng đất Nepal này. Những vị lão làng trong khu vực này đã kể lại rằng khi còn trẻ, bà Nga Wang Pema lọt vào mắt xanh của nhiều trai làng vì ngoại hình như tranh vẽ và sự dịu dàng của bà. Bà ấy được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng. Vì thế cho nên nhiều chàng trai giàu có trong vùng luôn mong ước có thể chinh phục và cưới bà làm vợ. Cuối cùng, một doanh nhân giàu có nhất vùng đã sử dụng quyền lực để ép gia đình bà đồng ý gả cho hắn. Tuy nhiên, bà Nga Wang Pema không lựa chọn cuộc sống giàu có xa hoa, mà chỉ một lòng muốn tu hành nên đã tìm cách trốn chạy. Khi được tên doanh nhân rước về nhà, bà đã bất chấp nguy hiểm chui qua một lỗ nhỏ trên nhà vệ sinh cạnh vách đá để tìm đường rời khỏi nơi này. Không còn nơi để chạy trốn, con đường duy nhất là đi thông qua đường hầm phân trong nhà vệ sinh. Nếu như là một người bình thường, có lẽ không ai can đảm để vượt qua thử thách này. Nhưng bà Nga Wang Pema thì khác. Không chút do dự, bà từng bước qua vũng chất thải hôi thối của nhà vệ sinh để thoát khỏi sự truy đuổi của người chồng giàu có kia.
và sau đó tìm đường đến một tu viện, xin xuất gia làm nữ tu và bắt đầu hành thiền. Bà Ngawam Pema đã dành cả tâm trí của mình để tập trung vào thiền định. Cho đến một ngày, bà đã có một quyết định lớn nhất đời mình là rời khỏi tu viện. Một mình đến túp lều này và bắt đầu một cuộc nhập thất vô thời hạn. Cho đến nay đã kéo dài 45 năm. Trong suốt thời gian dài 45 năm, bà đã kiên trì sống trong túp lều nhỏ này và không bao giờ rời khỏi đó. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Ngawam Pema đã thiền định và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc cho sự thay đổi của thời gian, sau 45 năm nhập thất, vẻ đẹp của bà Ngawam Pema không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp của ánh sáng toát ra từ bên trong tâm hồn. Trong túp lều nhỏ này, bà tìm thấy được bình an từ nội tâm và sức mạnh của trí tuệ, vượt lên những cám dỗ và lòng tham thế gian. Bà Ngawam Pema đã trở thành một tấm gương sáng cho các học viên. Nhưng có mấy người bỏ qua hết những tham vọng mà làm được như bà. Những người dân nơi đây luôn truyền tay nhau câu chuyện về lòng dũng cảm và quyết tâm của bà để truyền cảm hứng đến mọi người. Bà Ngawam Pema cũng được người dân hết mực tôn kính và đã trở thành một huyền thoại tại địa phương. Mỗi du khách khi đến đỉnh Everest đều được nghe nhắc đến bà. Thậm chí những người dân nơi đây còn dẫn họ đến túp lều của bà để có thể tỏ lòng tôn kính, tụng kinh cầu phước lành hay đi quanh lều để cầu nguyện và còn làm rất nhiều việc khác. Một điều đặc biệt trong suốt khoảng thời gian dài bà nhập thất là ngoại trừ những người đến cung cấp lương thực, chưa ai từng được nhìn thấy bà, cũng không ai có cơ hội quay phim hay phỏng vấn, bởi bà Ngawam Pema sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bà suốt bao năm qua chỉ tập trung vào việc thực hành tâm linh và thiền định. Mãi cho đến một ngày, có một đoàn làm phim tài liệu đã đến khu vực đỉnh Everest. Họ đã nghe dân làng kể về một vị ni sư huyền thoại tu hành nơi túp lều hoang vắng trong suốt 45 năm. Câu chuyện này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của đoàn phim. Họ hy vọng được gặp mặt vị ni sư này và ghi lại câu chuyện của bà như một cách truyền cảm hứng cho mọi người. Và may mắn rằng họ đã nhận được sự đồng ý của bà Ngawam Pema. Một vị khách trong đoàn làm phim chia sẻ rằng khoảnh khắc cửa sổ nhỏ mở ra, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mang lại cho anh ấy ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên. Một người phụ nữ thân thiện và niềm nở bước ra chào mọi người. Mặc dù bà ấy đã trải qua một thời gian dài bế quan trong túp lều không gặp một ai, nhưng bà không hề tỏ thái độ rụt rè. Thay vào đó, bà Ngawam Pema cho người đối diện cảm giác những đức tính tốt và lòng trắc ẩn đều hiện hữu trên khuôn mặt bà. Sau khi chào hỏi mọi người, bà quay vào trong lều lấy một hộp bánh quy, sau đó mỉm cười mời những vị khách này. Sau khi biết được mục đích của cuộc viếng thăm lần này, bà Ngawam Pema đã chia sẻ rất nhiều điều. Bà luôn nói chuyện với họ bằng ánh mắt ấm áp, thể hiện sự yêu mến và quan tâm với du khách. Qua lời nói và hành động, mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ sâu thẳm trong trái tim của bà. Những kinh nghiệm tâm linh, hành trình tu tập cùng cuộc sống hàng ngày của mình được bà Ngawam Pema chia sẻ với du khách một cách nhiệt thành và cởi mở. Qua câu chuyện có thể thấy, hành trình tu tập của bà Ngawam Pema đầy khó khăn và những thử thách, nhưng bà vẫn kiên trì cho đến cuối cùng để đạt được sự thăng hoa của trái tim và mong cầu cho nền hòa bình của Vương quốc Nepal. Câu chuyện huyền thoại này đã truyền cảm hứng cho mọi người để theo đuổi tự do tinh thần và vượt ra ngoài cõi trần. Điều này đã chạm sâu vào trái tim khán giả và thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới. Bà Ngawam Pema dường như đã trở thành lịch sử và di sản văn hóa của vùng đất này. Một vị thiền sinh sau khi nghe những lời chia sẻ của bà Ngawam Pema đã rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh ấy nói rằng bà đã thực hiện được hết những gì mà anh ấy muốn làm trong đời. Anh muốn được như bà Ngawam Pema, sống tu hành ẩn dật, nhưng rất tiếc là vị sư phụ của mình chưa cho phép. Vì thế, anh thường tìm một nơi có môi trường gần gũi với thiên nhiên để thiền định. Vị thiền sinh này thường đến một khu rừng bên hồ và cảm thấy rằng sự hùng vĩ và bí ẩn của những ngọn núi rất có sức hút đối với mình. Anh ấy nói với bà Ngawam Pema rằng anh luôn khao khát được nhập thất trên một ngọn núi vì nó giống như là một ngôi nhà thực sự. Bà Ngawam Pema đã không lãng phí cuộc đời của mình và điều đó khiến anh cảm thấy rất ngưỡng mộ và quyết tâm tu tập, cố gắng làm theo tấm gương của bà ấy. Không chỉ có anh mà còn rất nhiều thiền sinh khác mong cầu điều này. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, bà Ngawam Pema đã qua đời vì một căn bệnh. Cơ thể của bà vẫn đặt trong túp lều và không một ai được chạm vào,
chỉ trừ một người bảo vệ và một vị tỳ khưu khác theo di nguyện của bà. Phải mất 7 ngày sau, những người khác mới có thể tự vào để kiểm tra. Trong những ngày cuối đời của bà Ngawang Pema, rất nhiều người dân đã đến túp lều của bà Ngawang Pema, mong rằng được một lần nhìn thấy gương mặt của bà ấy ngoài đời thực và xin những lời chỉ dạy cuối cùng của bà để có thể tìm được bình yên qua việc nhập thất. Tuy đây chỉ là một túp lều nhỏ, nhưng luôn là nơi tồn tại một lực hấp dẫn vô hình từ bà Ngawang Pema với các học viên thiền định. Chúng ta đã từng không tin rằng con người có thể đến mặt trăng, nhưng cuối cùng con người đã làm được. Và chúng ta có thể không tin những vị thiền sư này đã đạt được giác ngộ trong đời, nhưng cuối cùng họ đã đạt được. Như lời một vị thiền sư nổi tiếng đã nói, dù bài hát có hay đến đâu, nhưng đối với những người không hiểu được ý nghĩa của nó, thì đó cũng chỉ xem là một giai điệu. Ông lão tu hành nhập thất 50 năm trong hang động để thú tội vì trong quá khứ đã làm rất nhiều điều xấu. Đây là Baima Dorji. Ông là một trong số ít những hành giả tuyệt vời cuối cùng của kỷ nguyên này, khi được rất nhiều người biết đến với sự thực hành thiền định mạnh mẽ của mình. Những người đã từng gặp hoặc được biết đến ông đều nói rằng Baima Dorji là một người có nhiều khả năng thần bí. Dân làng nơi đây cũng chắc chắn rằng ông Baima Dorji có thể sử dụng sức mạnh thần bí của mình để bảo vệ mùa màng của mọi người khỏi những thảm họa thiên nhiên như tuyết hay mưa đá. Trước đó, ông Baima Dorji đã có khoảng thời gian dài 50 năm để một mình ẩn cư tu hành trong một ngọn núi thánh. Ông ấy rất khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện để trả lời phỏng vấn, nên có rất ít thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông. Hình ảnh hiếm hoi trên video này là lần xuất hiện đầu tiên và duy nhất của ông ấy. Video quý giá về cuộc phỏng vấn của ông Baima Dorji này là của một chàng trai đến từ một quốc gia phương Tây. Anh ấy đã cố gắng thuyết phục ông để cho mình ghi hình sau khi được nghe ông chia sẻ về tiền kiếp của mình. Bởi đây có thể xem như một thước phim tư liệu quý giá, truyền tải thông điệp tích cực đến mọi người. Vị hành giả này đã kể lại rằng, khi quán về tiền kiếp, ông đã nhìn thấy mình là một thợ săn và làm rất nhiều điều xấu xa, chỉ với mục đích nuôi sống cả gia đình mình. Những sự việc của tiền kiếp lần lượt hiện ra trước mắt. Ông thấy mình đã đuổi bắt nhiều loài động vật, làm hại đến vô số sinh mạng và chia rẽ gia đình của chúng. Khi những con thú mẹ bị bắt và sát hại, để lại vô số con non dần cạn kiệt sức lực vì không có nguồn cung cấp thức ăn. Còn rất nhiều ác nghiệp mà ông Baima Dorji đã tạo ra trong kiếp trước khi dùng bạo lực để moi tiền của dân làng, đàn áp họ và thậm chí lấy mạng của họ. Ở kiếp này, ông ấy cũng dần nhận ra rằng hành động của mình trong tiền kiếp đã gây ra quá nhiều đau khổ cho tất cả chúng sinh. Điều này khiến ông ấy cảm thấy hối hận và vô cùng tội lỗi. Loài vật cũng như con người, dù ở tầng lớp nào đều có cảm xúc và cảm giác mưu cầu sự sống như nhau, cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng sự tham lam để thỏa mãn nhu cầu của mình đã che lấp trí tuệ, khiến ông Baima Dorji trở nên tàn nhẫn. Vì muốn bù đắp những nghiệp ác mà mình đã gây ra ở kiếp trước, nên ông đã từ bỏ cuộc sống của một người bình thường và chọn con đường tu hành, thực hành thiền định và cầu phước cho chúng sinh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Ông Baima Dorji nhận ra việc thực hành thiền định để có một trái tim nhân hậu của chính mình và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh rất quan trọng. Vì thế, ông đã đến một hang động tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình nhập thất tu tập trong 50 năm. Trong khoảng thời gian bế quan này, hàng ngày ông sẽ phải tự tìm thức ăn, cũng đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Nhưng bằng ý chí mạnh mẽ và kiên định của mình, ông đã dần dần vượt qua những thử thách ấy. Vấn đề khó khăn lớn đầu tiên trong quá trình tu tập mà ông phải đối mặt đó là vấn đề về nguồn thức ăn hàng ngày. Vì muốn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm tu hành, ông Baima Dorji chọn vị trí tu hành cách xa nơi ở của con người, nên không thể có được nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên. Trong điều kiện thiếu thốn này, ông phải tự mình học cách tìm kiếm thức ăn từ tự nhiên, sử dụng thực phẩm từ những loại thực vật hoang dã và cỏ cây để duy trì sự sống. Song song đó, ông cũng dùng thiền định để giảm bớt sự phụ thuộc vào thức ăn, học cách điều chỉnh trạng thái của cơ thể và tâm trí để đáp ứng sự khan hiếm của thực phẩm. Khó khăn thứ hai mà ông ấy phải đối mặt đó là những thử thách từ thời tiết do các thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên tại nơi này như bão tuyết hay mưa đá. Trên đỉnh núi này, thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột và vô cùng khắc nghiệt. Đôi khi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của bão tuyết, ông Baima Dorji còn có thể gặp phải những cuộc tấn công của gấu hoặc bão tuyết. Nhưng ông không cảm thấy sợ và cũng không làm hại đến chúng. Nhờ trí tuệ và lòng từ bi của mình, ông đã tìm ra nhiều cách để giải quyết được những mối nguy hiểm tiềm tàng từ những loài thú hoang này.
Trong khoảng thời gian 50 năm này, ông Maimadochi đã trải qua vô số thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và cả những thử thách trong nội tâm của mình. Tuy nhiên, đối mặt với những sai trái và lỗi lầm trong tiền kiếp của mình, ông đã không trốn tránh mà chọn cách dũng cảm đối mặt và chấp nhận. Bởi Phật giáo không dạy chúng ta cách trốn tránh lỗi lầm mà phải đối diện, dùng nhận thức và trí tuệ cùng lòng từ bi để chuyển hóa, tạo ra sức mạnh từ lòng ăn năn sám hối để sửa chữa sai lầm. Ông Maimadochi đã làm được như thế. Ông ấy đã bình tĩnh đối diện và suy ngẫm lại quá khứ, sửa đổi hành vi hiện tại và thái độ của mình đối với cuộc đời, để dần dần nuôi dưỡng tấm lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của mình. Trong những lời chia sẻ của mình, ông Maimadochi đã nói với du khách rằng việc thực hành là rất quan trọng bởi cuộc sống này vô thường. Ông ấy nhận ra thực hành là sự thức tỉnh sâu sắc về cuộc đời và con người. Trong mỗi con người chúng ta luôn có xu hướng rơi vào sự kiên trì theo đuổi thế giới phù phiếm bên ngoài và dục vọng của chính mình mà bỏ qua vô thường và những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống. Sau 50 năm nhập thất tu hành, ông Maimadochi hiểu rằng mỗi người không có nhiều thời gian trong cuộc sống để lãng phí. Mọi giây phút nên được sử dụng để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và thức tỉnh từ trong trái tim của chính mình. Điều đặc biệt hơn là ông tin rằng đối với các học viên và những người vừa bắt đầu thiền định thì ngủ và thư giãn cũng nên là một phần của thực hành, vì tu tập là sự rèn luyện nội tâm liên tục, nó yêu cầu sự tỉnh táo và liên tục tập trung. Ý nghĩa của tử tu, theo ông Maimadochi nghĩ là mọi thứ đều vô thường, bao gồm mọi hiện tượng của cuộc sống và thế giới. Những người muốn thực hành thiền trước tiên là phải cố gắng vượt qua khỏi sự chấp trước và thế tục, nhận ra sự vô thường của mọi hiện tượng và đối xử với tất cả chúng sinh bằng trí tuệ và lòng từ bi. Ông Maimadochi nói rằng, việc tu tập không chỉ là tu thân mà còn để giúp người khác thoát khỏi đau đớn và khổ nạn trong đời, đưa họ đến giải thoát và hạnh phúc. Sau những giây phút chia sẻ về suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, ông Maimadochi cũng khiêm tốn nói với chàng trai đang phỏng vấn mình rằng ông không còn nhiều điều để nói, bởi ông chỉ là một ông lão già nua, không có trình độ cao. Ông không từng được học nhiều kiến thức. Những gì ông nói, đó chỉ là những chia sẻ xung quanh cuộc sống của mình, những gì ông đã nhận ra sau quá trình hơn 50 năm nhập thất. Tuy nhiên, ông rất muốn từng ngày được đến gần với sự giác ngộ hơn. Mặc dù ông Maimadochi đã già, nhưng vẫn miệt mài trên con đường tu tập để mong tiến gần hơn với cõi giác ngộ. Vào tháng 1 năm 2014, ông Maimadochi đã từ giã cõi trần. Thân xác ông nằm yên lặng trang nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh như đang ngủ, nhưng tinh thần của ông sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ông Maimadochi đã chọn nhập thất 50 năm để có thể rửa sạch tội lỗi của lòng tham từ tiền kiếp và dùng sự từ bi trí tuệ của mình để tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Vị hành giả tuyệt vời này tựa như ánh sáng trên con đường tu tập của những thiền sinh khác, để họ theo đuổi sự hài hòa nội tâm, trí tuệ và lòng trắc ẩn trong cuộc sống của họ. Nico lưu lạc bốn phương, đi khắp Tây Tạng và coi tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Một số người nói rằng khi họ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trái tim họ đã tan chảy với sự thuần khiết và vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà chính là nguồn năng lượng tích cực mà bà ấy mang lại. Không khó khăn nào có thể ngăn nổi bước chân của bà ấy. Đối với bà Anirisang, tất cả chúng sinh đều quý giá như con của mình. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác và sinh con. Bà ấy tên là Anirisang, một nữ tu sống cuộc đời như bao nữ tu khác trên vùng đất Tây Tạng. Một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn nổi tiếng Hamid Sara đã tiết lộ hành trình dài và gian khổ của Anirisang. Một ni sư đã đi xuyên bộ qua vùng đất rộng lớn của Tây Tạng để đến một tu viện xa xôi qua một bộ phim tài liệu. Trên đường đi, bà ấy đã nghe được những lời minh triết từ những bậc thầy có nhiều kinh nghiệm tu hành. Bà Anirisang cũng đã viếng thăm nhiều ngôi đền nổi tiếng. Theo một truyền thuyết lâu đời rằng, địa hình cao nguyên xứ Tây Tạng có hình dạng của một ma nữ đang nằm rất ác độc, chuyên ăn thịt người, nhằm trấn yểm và ngăn chặn thần lực của ma nữ La Sát tung tràn lên thế gian. Người Tây Tạng đã xây các tu viện Phật giáo tại những điểm yếu huyệt của con ma nữ này. Người ta nói rằng tuyến đường mà bà đang đi nhắm đến những tu viện yếu huyệt này. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là thị trấn Nha Trân, điểm yếu huyệt trên vai của ma nữ, cũng là nơi tập trung của các bậc thầy yogi. Anirisang ban đầu dự kiến đến thăm một bậc thầy yogi ở đây, nhưng không may người này đã qua đời vài tuần trước. Một số lượng lớn các tín đồ đã tập trung tại đây
để bày tỏ lòng thương tiếc với bậc thầy yogi này. Và thế là bà Annie Risang vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, bà đã hái một vài loại hoa để ăn. Đây là một phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Tây Tạng cổ xưa. Sau một quãng đường dài, bà Annie Risang đã đến được chùa Yokhang. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng bà cảm thấy nơi này không còn giống như một ngôi chùa, mà giống một trường đại học hơn, vì quy chế mới bắt buộc các tu sinh phải học tiếng Trung Hoa. Nhưng ni sư đã lớn tuổi, khó học ngoại ngữ như những người trẻ. Vì vậy, sau một thời gian ngắn viếng thăm ngôi chùa này, bà Annie Risang đã rời khỏi Tây Tạng và tiếp tục hành trình đến chùa Sơ Tà. Nơi này hiện có hơn 50.000 nhà sư tu học mỗi ngày, và bà được dẫn đến thăm một đạo sư ở đây. Vị đạo sư nói với bà rằng hiện nay ngày càng có nhiều người trở nên giàu có nhưng thiếu thốn về tinh thần. Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây là cách một hành giả giác ngộ nhìn thế giới. Bà Annie Risang quan sát thấy có khoảng hơn 10 nữ tu đang cùng nhau ngồi thiền trên đỉnh núi. Những người ở đây nói rằng họ đã thiền định tại đó trong một thời gian dài và có thể nhìn thấy được họ đã có sự thay đổi lớn. Trạng thái tinh thần trở nên rất điềm tĩnh so với trước đây. Bà Annie Risang cũng theo chân họ đến vách đá để thiền định. Để vượt qua đoạn đường này, bà phải vượt qua một con sông lớn, những ngọn núi đầy bão cát, và cuối cùng bà đã đến một hồ nước linh thiêng. Khi đến hồ nước này, bà ấy linh cảm rằng mình sắp được gặp một vị yogi tuyệt vời. Quả thật như vậy, vị yogi với bộ râu và tóc dài tự nhiên có phần xòe xòa trước mặt bà ấy, được dân làng gọi là vị thánh điên. Bà Annie Risang đã xin ông ấy một số lời khuyên về thực hành tâm linh, nhưng vị yogi này chỉ nói rằng cốt lõi của con đường này là coi tất cả chúng sinh như những đứa con của mình. Cả hai người cùng chìm vào không gian tĩnh lặng. Sau đó bà Annie Risang đưa ra một vài câu hỏi, mong nhận được thêm lời khuyên từ ông ấy. Nhưng yogi đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào. Sau đó vị yogi đưa Annie Risang đến hồ nước và cùng nhau cúng dường. Ông đã nói với Annie Risang rằng nếu bà không sở hữu bất kỳ vật nào có giá trị, thì họ sẽ có thể tưởng tượng viên đá như một viên kim cương mà cúng dường. Từng chút một, rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường. Bây giờ dù bà chưa hiểu cũng không sao. Annie Risang chỉ có thể từ từ hiểu mấu chốt thông qua lòng trắc ẩn của chính mình. Dù tâm là trống rỗng, nhưng nhận thức sâu sắc luôn hiện diện. Trong cuộc trò chuyện này, vị yogi đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Và trong suốt quãng đường đi, ông đã chia sẻ với Annie Risang rất nhiều chân lý sâu sắc, khiến bà vô cùng cảm động. Ông ấy cũng thể hiện kỹ năng yoga nội hỏa của mình bằng việc cởi trần để ngồi thiền dưới thác nước, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Sau cuộc gặp gỡ, vị yogi bắt đầu một cuộc hành hương ngược hướng với bà Annie Risang. Theo truyền thống độc đáo, tam bộ, ngũ thể, nhập địa của Tây Tạng, vị yogi này cứ đi ba bước lại bái lạy một lần sát mặt đất bằng toàn thân, và sẽ bái lạy như thế suốt hàng ngàn cây số đến El Hasa. Ông cũng không nhận tiền cúng dường của dân làng lúc khởi hành. Sau khi từ giã vị yogi này, bà Annie Risang tiếp tục một cuộc hành trình đi về hướng đông. Bà ấy đã đi bộ hàng ngàn km, nhưng đích đến vẫn còn rất xa. Với sức mạnh tuyệt vời, bà Annie Risang đã leo hết ngọn núi tuyết này đến ngọn núi tuyết khác. Cuối cùng, sau bao gian khổ, bà ấy đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đó chính là một ni viện rất yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được đào sâu vào hang động này là nơi thiền định của nhiều vị ni sư. Ni viện của họ nằm ở một nơi hẻo lánh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, và chỉ dùng để tập trung vào việc tu tập. Họ dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc để tự nuôi sống bản thân và sử dụng chất thải của bò làm nhiên liệu đốt. Tất cả những ni sư ở đây đều đồng loạt thực hành thiền định theo nhóm bằng cách thấm ướt tấm trải giường và mặc vào. Sau đó xếp hàng ngoài trời gió lạnh để làm khô tấm trải giường bằng hơi nóng của chính họ. Công việc này sẽ được thực hiện 4 lần một ngày. Tại tu viện, bà Annie Risang đã được tu viện trưởng chia sẻ rất nhiều về những tác dụng của thiền định. Trong đó, những học viên thành công có thể kéo dài tuổi thọ của họ mà không bị nhiễm bệnh. Những ni sư này sẽ không ngủ trên giường mà ngồi thiền.
Thông qua việc kiểm soát hơi thở và các bài tập đặc biệt, họ có thể thiền định liên tục từ ngày này qua ngày khác. Sau đó họ sẽ có khả năng làm chủ năng lượng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đầu tiên là phải thành thạo yoga về sức nóng kỳ diệu. Sau đó chứng minh bằng cách đi dạo quanh tu viện trong thời tiết đóng băng, khi chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng manh. Người ta nói rằng một người thành tựu vĩ đại có thể tu luyện thành pháp môn hóa thân thành cầu vồng. Tuy được nghe những lời giáo pháp hữu ích ở tu viện trên núi đá, nhưng bà Annie Risang vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến các tu viện khác được xây trên các yếu huyệt của ma nữ. Bà đi khắp nơi làm nhiều việc tốt cho mọi người mà không mong cầu gì về mình. Bà Annie Risang đã đi tu từ năm 23 tuổi, cho đến bây giờ bà đã 55 tuổi và vẫn tiếp tục vì lợi ích của chúng sinh. Không ai biết bà sẽ tiếp tục như thế này trong bao lâu. Có thể giống như bà đã nói rằng sẽ từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được những vật chất bên ngoài, bằng cách tìm thấy cảnh giới trong nội tâm và ở đó chỉ để quan sát mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Không giống như những đau khổ trần tục, những khó khăn mà Annie Risang vượt qua này đưa bà đến gần hơn với trí tuệ để nhận ra bản chất thật sự của mình. Ông lão một chân hành hương quanh cung điện Potala mỗi ngày, cầu nguyện cho hạnh phúc của tất cả mọi người. Người hành hương truyền cảm hứng nhất Tây Tạng. Người đàn ông này được gọi là người hành hương truyền cảm hứng nhất ở Tây Tạng. Dù chỉ có một chân, nhưng ông ấy thật sự có một trái tim rất ngoan cường. Mỗi ngày, ông đều hành hương quanh cung điện Potala. Là một người khuyết tật vô gia cư, điều duy nhất khiến ông ấy cảm thấy hạnh phúc đó chính là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc dù không có nguồn thu nhập ổn định, nhưng ông không bao giờ ngửa tay xin người khác. Nếu những nhà hảo tâm có lòng tốt muốn bố thí, ông ấy sẽ nhận và chỉ sử dụng một phần để mua số thức ăn đạm bạc. Phần lớn số tiền còn lại sẽ được ông chia sẻ cho những người nghèo khổ khác hoặc có khi tặng lại cho tu viện. Mặc dù vẫn nhận ân đức từ mọi người, nhưng ông ấy không nghĩ rằng mình cần nhiều của cải vật chất hơn và tin rằng bằng cách quyên góp số tiền mình được bố thí cho tu viện, bản thân sẽ giúp được nhiều người còn khó khăn hơn cả mình. Vị khách hành hương này tên là Gusang, năm nay 50 tuổi. Ông bị tật ở chân từ nhỏ do một căn bệnh và phải sống với ngoại hình tàn tật cho đến suốt đời. Vào một ngày năm 2004, ông Gusang phải phẫu thuật cắt bỏ một chân do mắc phải bệnh lạ. Gusang xuất thân từ nhà nông. Trước kia khi cha mẹ ông còn sống, họ là những người nông dân chân chất. Nhưng sau khi cha mẹ mất, ông Gusang chỉ có một mình và trở thành người vô gia cư. Một ngày nọ, có một vị khách mang bánh mì và nước lọc đến tặng Gusang và ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến vị khách ấy sau khi nhận quà. Trước khi uống nước, ông ấy dâng nước lên Đức Phật trước rồi mới bắt đầu uống. Đối với những du khách muốn quay lại video về mình, ông Gusang tỏ ra hơi ngại ngùng và mong du khách đừng quay video quá nhiều bởi ông cảm thấy rất bối rối khi đứng trước ống kính. Một người khách đã trả lời rằng vì Gusang cố gắng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới nên họ cũng muốn cả thế giới biết đến ông. Khi nghe được những lời này, ông Gusang vui vẻ mỉm cười và trả lời họ rằng việc này không cần thiết bởi ông chỉ đang làm cho người khác những gì mình có thể làm. Nhiều vị khách khác tỏ ra khá quan tâm đến ông và hỏi chân ông có đau không khi mỗi ngày phải liên tục hành hương quanh cung điện chỉ bằng một chân. Ông Gusang trả lời một cách điềm tĩnh rằng mình đã quen rồi. Ông đã làm việc này được 10 năm và không còn cảm thấy đau nữa. Điều duy nhất ông có thể làm để thấy bản thân mình thực sự sống có ích là cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Cầu nguyện cho thế giới không còn chiến tranh và bệnh tật. Ông đã bày tỏ lòng mình với một thái độ đầy chân thành và nhân hậu. Một số người cũng thắc mắc rằng đối với những thứ nhận được từ người khác, vì sao ông không giữ lại cho riêng mình mà quyên góp tất cả cho tu viện? Ông Gusang thẳng thắn trả lời rằng mình còn rất khỏe mạnh và chưa có ngày nào phải chịu đói. Cuộc sống đối với ông như thế là đủ. Đôi khi ông vẫn rất buồn lòng vì khiến mọi người lo lắng cho mình. Ông Gusang cảm thấy biết ơn những gì mình đang có và chỉ một lòng cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác. Khi ông cầu nguyện cho người khác, trái tim ông hướng về hạnh phúc và cảm thấy ngập tràn niềm vui. Khi nhìn bộ quần áo ông mặc trên người đã khá cũ, một vị khách có lòng hảo tâm muốn đưa ông đi mua một bộ trang phục mới. Nhưng ông Gusang đã từ chối lời đề nghị này. Ông ấy nói rằng mình mặc đã quen, không cần mặc quần áo nặng, dù là mùa hè hay mùa đông,
ông cũng không cảm thấy nóng hoặc lạnh. Đối với lòng tốt của mọi người, ông nói rằng có rất nhiều người giỏi hơn và cũng có nhiều người cần được giúp đỡ hơn ông ấy. Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy giúp đỡ những người đó. Cuối cùng, dưới lời mời nhiệt tình của vị khách, ông Ngô Sang cũng đã đồng ý đến một nhà hàng để ăn tối. Vị khách gọi một suất cơm cà ri cho ông, nhưng ông Ngô Sang lại ngồi trong một góc phòng với bộ dạng rất khiêm tốn vì sợ làm bẩn ghế ngồi của nhà hàng. Trong khi họ đang ăn, một người ăn xin bước vào nhà hàng. Ngô Sang đã hào phóng đưa tất cả số tiền mình có trên người cho người ăn xin mà không do dự. Sau đó vị khách tạm biệt ông Ngô Sang và lặng lẽ đi mua cho ông hai bộ quần áo mới. Nhưng khi quay lại, anh ta đã phát hiện ông đã biến mất. Sau khi lang thang tìm kiếm khắp các ngõ ngách, cuối cùng vị khách cũng tìm thấy Ngô Sang trên chiếc xe ba bánh ở một góc đường. Anh đã đề nghị ông Ngô Sang thử quần áo trên chiếc xe ba bánh của mình và còn đưa cho ông 200 nhân dân tệ, nhưng Ngô Sang nhất quyết không nhận. Cuối cùng, dưới sự chân thành của vị khách, ông quyết định chỉ nhận 100 nhân dân tệ. Sau đó, ông Ngô Sang lái chiếc xe ba bánh đến một ngôi chùa gần đó và quyên góp phần lớn số tiền của mình vào nơi này. Đây là việc làm thường xuyên của ông. Đối với số tiền được các nhà hảo tâm bố thí, ông thường quyên góp đến 8 phần cho các tu viện, chỉ giữ lại 2 phần để đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của mình. Rất nhiều người xem ông là một vị anh hùng trong thời hiện đại, đã dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá về niềm tin, hy vọng và sự tận tâm. Nhà sư khổ hạnh hà khắc nhất Ấn Độ, mỗi ngày chỉ đi được 60 mét. Có lẽ bạn chưa từng thấy cuộc hành hương nào vất vả như thế này đúng không? Nhưng đây là việc hàng ngày nhà sư này vẫn làm. Đây có thể được gọi là nhà sư khổ hạnh nhất thế giới với cách hành hương rất vất vả và vô cùng hà khắc. Đầu tiên, ông đặt 108 viên đá trên đường. Sau mỗi lần vái lạy, ông ấy lấy một viên đá đặt phía trước cho đến khi lần lượt đặt hết 108 viên đá. Ông di chuyển chiếc đệm đến trước đống đá. Sau đó tiến hành thực hiện 108 bước trong cuộc hành hương một cách trang trọng, cho đến khi tất cả các viên đá được đặt hết về phía trước. Và cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như đoạn đường ngắn trước mặt, để đi hết được một lần cần khoảng 20 phút. Và mỗi ngày, ông ấy có thể đi nhiều nhất là 50-60 mét. Nhưng mục tiêu của nhà sư này lại là đoạn đường dài 20 km. Điều này cũng có nghĩa là ông ấy sẽ mất ít nhất 10 tháng để hoàn thành chuyến hành hương dài 20 km này. Hôm nay Tâm Linh Cuộc Sống mời các bạn cùng xem cách nhà sư này tiến hành để biết cuộc hành hương của ông khắc nghiệt như thế nào. Đầu tiên, ông đặt một số rào chắn bên đường để ngăn các phương tiện giao thông có thể đâm vào ông ấy. Điều này cũng có nghĩa là ông phải di chuyển những vật cản này và di rời chúng cách ở một khoảng cách nhất định. Những người ở đây sẽ không có ai ngăn cản ông vì đã cản trở giao thông, mà ngược lại, có một số người còn tự nguyện hỗ trợ ông di chuyển các vật cản. Ngay sau khi những tấm đệm đá chắn đường được sắp xếp xong, nhà sư này lập tức bắt đầu hành hương một cách trang nghiêm. Khi thực sự mệt mỏi, ông ấy sẽ chỉ nằm trên đệm. Tinh thần bền bỉ của nhà sư khổ hạnh này cũng đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Người dân nơi đây không một ai chế giễu ông, cũng không ai nhìn ông bằng ánh mắt khác biệt. Thậm chí có người còn chủ động xoa bóp cho ông đỡ mệt. Thỉnh thoảng có người còn mang thức ăn, nước uống, khăn tắm và chăn màn đến cho ông. Tại Ấn Độ, không khó để chúng ta bắt gặp những nhà sư tu hành khổ hạnh như thế này. Sở dĩ họ được gọi tên như vậy vì họ có lối sống khác biệt hoàn toàn với mọi người và có một tinh thần vượt xa những người thường. Những nhà tu hành này thực sự xa rời thế tục, không vướng bận bất kỳ điều gì. Được biết, một trong số những nhà tu hành khổ hạnh không chỉ có những người xuất thân nghèo khó mà còn có phần lớn họ xuất thân từ tầng lớp tư sản, thậm chí là thượng lưu giàu có. Thế nhưng khi giác ngộ tín ngưỡng tôn giáo của mình, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi xa hoa phù phiếm, bỏ qua vật chất vì muốn tâm linh được giải thoát, đồng thời thoát khỏi nỗi khổ vô tận khi luân hồi. Khi người phỏng vấn hỏi nhà tu khổ hạnh tại sao ông lại thực hiện một cuộc hành hương khắc nghiệt như vậy, ông đã trả lời rằng mình từng bị tai nạn xe hơi vào nhiều năm trước và bị gãy nhiều xương sườn. Rất may ông vẫn còn sống sót.
Cũng chính lúc đó ông nhận thấy rằng mình đã được tái sinh và ban cho một sinh mệnh mới. Vì vậy ông có mong ước rằng mình sẽ trở thành một nhà sư lỗi lạc để cống hiến cuộc đời mình cho thần linh. Cho đến một tháng trước, ông chợt nảy ra ý định cầu nguyện thần bằng một cách thành kính như thế này. Nhà sư này nói rằng đây sẽ là một hành trình cầu nguyện từ Govardhan đến Barsana với khoảng cách là 20 km và ông đã thực hiện được 1/10 quãng đường này. Có thể thấy tay và chân ông đã đầy những vết sẹo. Nhà sư khổ hạnh này nói rằng ông biết quãng đường còn lại sẽ rất khó khăn, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Hành trình hành hương tới Barsana vẫn sẽ được ông kiên trì thực hiện. Nữ tu 5 năm sống trong núi sâu hẻo lánh, khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Các bạn có biết những tỳ kheo ni sống ở Trung Nam Sơn sẽ lấy nước như thế nào không? Vì ở trong núi sâu rừng già không tiện cho việc lấy nước, nên 5 năm trước vị tỳ kheo ni này đã nghĩ ra một cách thức rất độc đáo. Khi bà ấy bắt đầu đi tới nơi cằn cỗi này và hy vọng có thể được tu tập ở đây, môi trường xung quanh tồi tệ đến nỗi không có được một con đường mòn nào thuận tiện cho việc đi lại. Lúc đó có rất nhiều người khẳng định rằng không một ai có thể sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, vị nữ tu này đã sống ở đây 5 năm. Gương mặt bà ấy vô cùng tươi tắn và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Trung Nam Sơn hay còn gọi là núi Thái Ất, tuy không thuộc trong tứ đại Phật Sơn, nhưng vẫn được những người mong muốn tu hành theo Phật giáo chọn làm nơi ẩn cư. Dãy núi này chạy dài cho đến tận biển, xung quanh là mây trắng bao phủ mù mịt, làm những ngọn núi nơi đây trở nên mờ ảo. Thêm vào địa hình đồi núi gập ghềnh, khiến việc đi lại nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni này đã không nghĩ như thế. Đối với bà, đây là một thử thách đầu tiên trong hành trình tu tập của mình. Vị tỳ kheo ni ấy đã không ngại khó khăn và quyết định khai khẩn đất hoang tại đây, bắt đầu nhập thất tu hành tại dãy núi xa xôi hẻo lánh này. Do đảm bảo an toàn bước đầu tiên, bà đã kêu thợ đến để xây dựng một cái am nhỏ. Tuy nhiên vì đường xá di chuyển quá khó khăn, đất đai nơi đây khá cứng và gập ghềnh, nên người thợ chỉ xây dựng được 4 vách như một túp lều rồi rời đi. Vị tỳ kheo ni phải tiếp tục hoàn thiện phần tiếp theo bằng cách mua giấy dầu rẻ tiền để lợp lên túp lều đơn sơ này. Nhưng vì vật liệu không chắc chắn nên chỉ cần một trận cuồng phong quét qua đã thổi bay phần mái của túp lều. Đến hiện tại, khi kể lại câu chuyện từ buổi đầu đặt chân tới Trung Nam Sơn, đôi mắt bà lại ánh lên vẻ hài hước, tinh nghịch. Lúc ấy khi túp lều nhỏ bị tốc mái, vị tỳ kheo ni này không hề lo lắng mà quyết định tự mình sửa chữa túp lều. Bà ấy hiểu rằng tại nơi núi rừng hoang dã này thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể làm một chỗ ở tạm bợ. Nếu không gió và mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ. Bà bắt đầu mua những vật liệu tốt hơn và tự mình di chuyển các hòn đá nằm rải rác xung quanh. Những đoạn đường bà phải đi dần cao hơn, vừa gập ghềnh lại quanh co khó đi, như muốn thử lòng thành tâm và kiên nhẫn của vị tỳ kheo ni này. Trong suốt 7 tháng ròng rã, bà đã trở thành một người thợ xây bận rộn để tận tay xây dựng nơi tu hành của mình. Mỗi ngày một chút, vị tỳ kheo ni đã gom góp các hòn đá muôn hình vạn trạng với đủ các kích thước khác nhau, sau đó ghép chúng lại thành một bức tường vững chãi. Với sức của một người phụ nữ bình thường, việc xây từng viên gạch lên túp lều đã là một điều không dễ dàng. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni đã một mình hoàn thành phần còn lại của công trình dang dở ngay giữa vùng núi khó khăn hiểm trở mà không cần đến bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Cái am nhỏ được bà xây dựng lên khá chắc chắn và kín đáo, thậm chí còn có một cái hàng rào gỗ rất đều và đẹp xung quanh để hạn chế sự xâm nhập của những con thú hoang dã tại ngọn núi này. Từ lúc bà quyết định đặt chân đến sống và tu hành ở Trung Nam Sơn cũng đã 5 năm trôi qua, và môi trường nơi đây đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Hiện tại một số nơi ở dãy núi này cũng đã có đường đi, và cái am nhỏ bà dùng để tu hành cũng được lắp cửa sổ bằng kính. Tuy điều kiện còn khó khăn nhưng cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều. Vị tỳ kheo ni đã mở lòng chia sẻ với du khách rằng việc tu tập ở nơi xa xôi hẻo lánh này không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, từ lúc bà quyết định nhập thất tu hành thì tận trong lòng bà đã hiểu rằng nếu muốn mở ra cánh cửa trí tuệ phải chịu nhiều khổ cực, phải biết tự lo cho bản thân, sống một mình và canh giữ nhà cửa cẩn thận mà không cần phiền đến bất kỳ một người nào khác. Nơi ở của bà rất đơn giản, chỉ bao gồm một số vật dụng cá nhân cơ bản và một bếp lò dùng để nấu nướng. Bà chia sẻ rằng sẽ không quên khoảng thời gian đầu đặt chân đến ngọn núi này. Chính bà cũng không tin rằng mình đã vượt qua được,
khi mới đặt chân đến đây, bà chỉ có thể ăn cỏ dại và cây bồ công anh mọc trước cửa. Nhưng ít ra, bà còn có thể ăn những cây và rau dại này. Một số người khác đến nơi này ẩn tu, thậm chí còn phải ăn vỏ cây để sống. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn khi bản thân có thể hòa nhập với nơi này. Bà có thể tự trồng một số loại rau phù hợp với thời tiết. Mỗi ngày, ngoài việc tập trung tu hành, bà sẽ dành thời gian rảnh của mình để trồng trọt hoặc vào núi hái rau. Khi được một vị khách hỏi rằng tại khu vực núi cao và hiểm trở này thì bà lấy nước sinh hoạt từ đâu? Vị thì kheo ni nói rằng nước của bà sử dụng lấy từ Hắc Long Tuyền, cách túp lều của bà 140 mét đi ngược lên núi. Khi nghe câu trả lời này, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Bởi một người có thân hình nhỏ bé như bà, sao có thể lấy nước từ trên núi cao để đổ đầy nước trong hồ này? Đúng lúc hôm nay, số nước sinh hoạt đã dùng hết. Vị tỳ kheo ni này quyết định chỉ cho du khách cách bà thường lấy nước. Sau khi lấy ra hai cuộn ống dẫn nước, bà mời mọi người cùng đi đến Hắc Long Tuyền. Con đường này tương đối khó đi bởi vì phải leo lên núi cao. Các bụi cây cỏ và dây leo phủ kín khắp nơi, khiến mọi người vừa đi vừa phải gạt cỏ tìm đường. Nhưng vị tỳ kheo ni vẫn nhẹ nhàng vượt qua nhanh chóng như một thói quen. Cuối cùng mọi người cũng tới được Hắc Long Tuyền. Bà bắt đầu lấy ống nước ra và thực hiện quá trình lấy nước một cách rất thuần thục và khoa học. Đó là sử dụng nguyên lý Simpon. Đầu tiên, vị tỳ kheo ni này đổ đầy nước vào chai, sau đó cho nước từ đáy chai chảy vào ống nước. Kế tiếp, bà dùng miệng hút vào ống nước để nước được hút vào trong đường ống. Cuối cùng chỉ cần cắm ống nước vào chai nước, đặt chai vào Hắc Long Tuyền và để một tảng đá lên giúp nước chảy vào ống liên tục. Simpon ở đây là một thiết bị liên quan đến dòng chảy của nước, làm cho chất lỏng chảy lên cao hơn bề mặt của bình chứa mà không cần bơm. Quá trình này được cấp lực bằng sự rơi xuống của chất lỏng khi nó chảy xuống dưới sức kéo của trọng lực, sau đó xả ra ở một mực chất lỏng thấp hơn bề mặt của bình chứa mà nơi nó bắt đầu chảy xuống. Chỉ cần ứng dụng nguyên lý đơn giản này, vị tỳ kheo ni có thể dễ dàng lấy được nước mà không cần tốn quá nhiều sức, cũng không cần đến thiết bị hay máy móc hiện đại. Bây giờ bà ấy chỉ cần kéo ống nước về đến chỗ ở của mình là nước sẽ tự nhiên chảy đến. Thường thì vị tỳ kheo ni sẽ tự mình kéo ống nước, nhưng may mắn là hôm nay đã có vị khách đến giúp đỡ. Có thể thấy, chỉ riêng việc mang ống nước lên núi, sau đó kéo ống lại về nơi ở cũng phải rất vất vả và tốn nhiều công sức. Đến vị khách đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh này, nếu không cố gắng, có lẽ cũng sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ nguồn nước đã không ngừng chảy đến nơi ở của vị tỳ kheo ni. Nếu bà ấy sử dụng nước một cách tiết kiệm, lượng nước này sẽ đủ cho bà sinh hoạt trong một khoảng thời gian dài. Trải qua cuộc sống 5 năm đầy thăng trầm đã khiến vị tỳ kheo ni hình thành những phẩm chất độc đáo của một hành giả trong cả lời nói và hành động. Bà nói rằng mọi thứ đã qua đều là trải nghiệm. Cuộc sống có đưa ra muôn vàn khó khăn, chúng ta càng phải tiến lên phía trước để vượt qua. Càng gian nan, càng phải chịu đựng. Cuộc đời và tâm hồn của mỗi người đều là một viên ngọc quý, chỉ là chúng ta có biết cách sử dụng nó hay không. Tâm linh cuộc sống tin chắc sẽ không chỉ có 5 năm, hành trình của vị ni sư này sẽ là cả đời. Cuộc sống đơn giản không hối hả với vật chất của bà ấy, thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Hành giả huyền bí trên Himalaya ngồi thiền trên cây, phải chăng trốn tránh xã hội? Một hành giả Ấn Độ đang từ từ bước lên trên một sườn đồi ở dãy Himalaya bằng những bước chân nhẹ nhàng đến mức tựa hồ như không chạm đất. Với dáng người mảnh khảnh cùng làn da màu đồng trong bộ quần áo truyền thống rộng rãi của Ấn Độ, toàn bộ cơ thể của ông toát lên sự bình tĩnh, hòa cùng bầu không khí trên dãy núi, được xem là vùng đất linh thiêng của Phật giáo, khiến mọi người không thể không suy nghĩ về con đường thực hành bí ẩn phía sau vị hành giả này. Mục đích của ông ấy là gì? Tìm thấy chính mình hay trốn chạy xã hội như nhiều người đã suy nghĩ? Ông đã tìm thấy gì trên con đường thực hành thiền định của mình? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đoạn đường di chuyển từ sườn núi đến hang động này tuy gập ghềnh, nhưng đối với vị hành giả này tựa như một đoạn đường bằng phẳng nhẹ nhàng. Ông không mất quá nhiều thời gian để có thể đi đến nơi. Vị hành giả chọn một vị trí để ngồi khoanh chân trên đất, đôi mắt dần dần nhắm lại, hòa cùng hơi thở đều và sâu. Ông bắt đầu đi vào trạng thái thiền định sâu. Trạng thái xuất thần này của vị hành giả này kéo dài rất lâu. Cơ thể ông hoàn toàn bất động, ngay cả hơi thở dần dần trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Một vài người sẽ nghĩ rằng
vị hành giả một mình ngồi thiền trên ngọn đồi này liệu có thể bị làm hại bởi rắn và thú dữ hay không? Thực sự đối với những hành giả ở dãy Himalaya sẽ thường trải qua một thời gian dài thực hành tâm linh và rèn luyện sức khỏe để đạt được trạng thái hài hòa của tâm trí và cơ thể. Ở trạng thái này, họ có thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình để những thứ bên ngoài có thể giảm thiểu tác động lên họ. Mặc dù ở khu vực dãy Himalaya có nhiều thú dữ và rắn, nhưng những hành giả này đã liên tục rèn luyện thân tâm trong tu tập, giúp các giác quan của họ trở nên nhạy bén và học được một số cách để đối phó với những con vật này. Ví dụ, họ có thể sử dụng một số bài tập thở trong tu hành để tăng cường thể chất và khả năng phục hồi của mình, hoặc sử dụng sức mạnh suy nghĩ của bản thân để giải quyết những tác động từ bên ngoài. Vì vậy, mặc dù thú dữ và rắn rết thường xuyên xuất hiện, nhưng đối với những học viên này, chúng không phải là một mối đe dọa, bởi họ đã có một số phương pháp hiệu quả để né tránh những mối nguy hiểm tiềm tàng. Hơn thế nữa, sức mạnh tinh thần và năng lượng toát ra từ những vị hành giả khiến cho lũ rắn có chút sợ hãi, không thường xuyên lui tới. Trên thực tế, có rất nhiều người không đồng tình với những vị hành giả này, bởi họ cho rằng các hành giả tu tập trên núi cao hoặc các khu vực hẻo lánh là để trốn tránh xã hội thực tại. Các hành giả có thể được xem là theo chủ nghĩa thoát ly xã hội, nhưng thực sự họ đã không thoát khỏi thực tế, mà chỉ sử dụng cách từ bỏ sự hỗn độn và phiền nhiễu của thế giới thực tại để hiểu rõ hơn về nội tâm của chính mình, đồng thời tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Rất nhiều người trong số các vị hành giả này sẽ quay trở lại xã hội sau khi tu hành để chia sẻ hiểu biết của họ về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, giúp người khác tìm thấy sự bình an nội tâm và mục tiêu cuộc sống của mỗi người. Bởi thiền là một cách thực hành theo truyền thống nguyên thủy của Phật giáo, do cách tu thiền vốn phù hợp hơn, trực diện hơn cho những người thời xưa vốn có ít chữ nghĩa học hành. Nếu bắt họ học thuộc và hiểu theo chữ nghĩa, có thể không hiểu được đạo. Hơn nữa, tu thiền là phương pháp thực hành do chính Đức Phật chỉ dạy, là con đường trực chỉ để đi đến giác ngộ và chấm dứt khổ đau. Vì vậy, không thể nghĩ đơn giản rằng các vị hành giả là thoát khỏi thực tế và xã hội, bởi sự thực hành tu tập của họ là một cách theo đuổi cảnh giới cao hơn và truyền thụ cảnh giới đó đến với tất cả mọi người. Sau một thời gian rất lâu, vị hành giả này đã thay đổi vị trí thiền định. Ông di chuyển lên một cái cây nhỏ, ngồi khoanh chân trên đó và tiếp tục thiền. Khuôn mặt ông vẫn giữ được nét bình tĩnh và thanh thản, không chút phiền nhiễu. Bây giờ ông ấy đã hòa nhập hoàn toàn thế giới nội tâm của chính mình vào một chiều không gian khác. Một vài ý kiến cho rằng những hành giả này chỉ là tạo dáng. Nhưng nếu thực sự tìm hiểu về thiền định và những lợi ích về thực hành thiền định, chúng ta có thể giải thích được điều này. Thực ra, các vị hành giả có một kinh nghiệm nội tâm rất chặt chẽ và sâu sắc. Họ đã mất rất nhiều thời gian và công sức để học tập và khám phá, và dùng những suy nghĩ sâu sắc để khám phá trái tim của chính mình. Những động tác hay dáng ngồi của các hành giả đều liên quan đến sự rèn luyện toàn diện của cơ thể, trí óc và tâm hồn, chứ không chỉ đơn giản là hành động vì mục đích tạo dáng. Theo các hành giả thì thực hành thiền là một kinh nghiệm đòi hỏi sự riêng tư và hạn chế, nên họ thường không để mắt đến cái nhìn của người khác hoặc những hành động đẹp mắt được sáng tạo ra nhưng không thật sự bài bản. Thay vào đó, các hành giả cố gắng giữ một trạng thái tự nhiên và chân thực nhất có thể. Vì vậy, chúng ta không chỉ nghĩ đơn giản là các vị hành giả này chỉ đang tạo dáng, bởi việc thực hành của họ rất sâu sắc và đòi hỏi kinh nghiệm nghiêm ngặt nên họ cần phải được tôn trọng. Dãy núi Himalaya nổi tiếng với rất nhiều vị hành giả bí ẩn, thường được gọi là các cao nhân hay thánh nhân. Những người này sở hữu trí thông minh và tâm linh phi thường, bởi những gì họ theo đuổi không phải là danh vọng và niềm vui thế gian, mà là sự tiến bộ siêu việt bên trong con người. Họ chỉ tập trung ở ẩn tu hành, không liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không theo đuổi của cải vật chất hay địa vị. Những hành giả này sử dụng năng lượng của mình để đầu tư vào việc thực hành khám phá những bí ẩn chứa đựng bên trong tâm hồn của mình. Một số người đã có cơ duyên gặp họ và ghi lại hình ảnh của họ cho mọi người cùng biết đến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nghe họ phát biểu quá nhiều. Thậm chí rất ít người biết được danh tính của các vị hành giả này. Họ đến từ đâu, tên của họ là gì, dường như không ai biết được. Bởi theo quan điểm về thiền trong Phật giáo, không chỉ hướng tới mục đích giúp tâm trí của ta tĩnh lặng, mà còn hướng đến sự thanh lọc, loại bỏ các phiền não, những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ tham, sân, si, mạn, nghi,
Ngoài ra, thiền trong Phật giáo còn là để nuôi dưỡng, phát triển những đức tính tốt như lòng từ bi, sự tự tin, trí tuệ, giúp người thực hành đạt được trạng thái tinh thần tích cực, có được những hiểu biết mới về cuộc sống. Mặc dù có rất nhiều sự tranh cãi về việc thực hành thiền định của các vị hành giả, nhưng những khả năng bí ẩn và vượt trội của họ vẫn khiến mọi người say mê và kinh ngạc. Như trong rất nhiều video mà Tâm Linh Cuộc Sống đã từng chia sẻ, thậm chí họ được ghi chép và thực hiện nhiều bộ phim tài liệu để tôn thờ như những tấm gương sáng trong tu hành thiền định. Mọi người nghĩ về họ như những nhà lãnh đạo tinh thần và những người hướng dẫn thực hành mang lại cảm hứng lớn cho mọi người. Như một vị hành giả đã nói, hạnh phúc thực sự chỉ có thể nhìn thấy trong sâu thẳm trái tim. Những hạnh phúc chỉ có chính bản thân những người đang tu khổ hạnh này mới có thể trải nghiệm nó. Bạn nghĩ gì về hành trình này của những vị hành giả khổ hạnh trên đỉnh Himalaya huyền bí? Đừng quên để lại cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận để Tâm Linh Cuộc Sống và khán giả của chúng ta được biết. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.